Thầy chào các em. Tiết học hôm nay là chủ đề về định luật Jun-Lancer và bài tập. Nội dung của tiết học hôm nay cũng là nội dung cuối của chương 1. Và sau khi các học xong cái chủ đề này thì buổi sau ta sẽ ôn tập để cho các em chuẩn bị kiểm tra giữ tiền. Thì trong chủ đề này, lần lượt ta sẽ đi đến hai cái nội dung. Nội dung thứ nhất là nội dung về định luật Jun-Lancer. Phần thứ hai là bài tập vận dụng của định luật. Thì trước khi đi vào bài học, thì vì bài học ngày hôm nay có liên quan đến một số nội dung kiến thức của lớp 8, cho nên phần đầu thầy sẽ ôn lại một số nội dung này để các em khi các em học vào cái bài mới các em dễ nắm hơn em. Về phần lớp 8 thì chủ yếu thì sẽ ôn lại về cái phần nhiệt học. Trong phần nhiệt học thì đầu tiên ta nói về nhiệt năng của vật, tổng động năng của các phân tử cấu tạo nên vật ta gọi là nhiệt năng của vật, và nhiệt độ của vật càng cao thì nhiệt năng của vật càng lớn. Và để làm thay đổi nhiệt năng của vật thì ta có hai cách. Cách thứ nhất là thực hiện công, cách thứ hai là truyền nhiệt. Thầy lấy ví dụ một miếng kim loại, ta muốn làm thay đổi nhiệt năng của cái miếng kim loại này thì ta phải làm thay đổi nhiệt độ. Ví dụ, cách thứ nhất, ta có thể chà sát miếng kim loại này trên một cái nền gạch. Ta chà sát nhiều lần thì miếng kim loại này nó sẽ nóng lên. Nóng lên thì nhiệt độ của vật tăng lên, tức là nhiệt năng của miếng kim loại đã thay đổi. Cách đó ta gọi là cách thực hiện công. Cách thứ hai, ta cũng có thể làm cho nhiệt năng của miếng kim loại này tăng lên bằng cách bỏ miếng kim loại này vào một cốc nước nóng. Thì sau một thời gian thì miếng kim loại cũng được nóng lên. Cách này người ta gọi là cách truyền nhiệt. Và ta chú ý trong cách truyền nhiệt, trong sự truyền nhiệt thì miếng kim loại này nó nóng lên được là nhờ nó nhận được một phần nhiệt năng từ nước nóng. Và phần nhiệt năng mà nó nhận được hoặc là phần nhiệt năng mà nước nóng mất đi trong quá trình truyền nhiệt gọi là nhiệt lượng. Ký hiệu là Q và đơn vị nhiệt lượng là joule. Thì ta lưu ý ở điểm này, các em chỉ dùng khái niệm nhiệt lượng khi ta nói đến sự truyền nhiệt, chứ không được dùng khái niệm này khi ta nói đến sự thực hiện công. Ví dụ như ta nói, khi ta chà sát miếng kim loại làm cho miếng kim loại nóng lên, và ta giải thích là do đâu? Là do có sự biến đổi từ cơ năng sang nhiệt năng. Nhưng khi ta giải thích bỏ miếng kim loại vào cốc nước nóng, miếng kim loại nóng lên là do nó đã nhận được một phần nhiệt năng từ nước nóng. Vì thế, nhiệt năng của miếng kim loại tăng lên, tức là nó nóng lên. Và cái phần nhiệt năng mà miếng kim loại nhận được ta gọi là nhiệt lượng. Và trong cái phần đáp án thì ta cũng đã học công thức để tính nhiệt lượng một vật thu vào để nóng lên. Ví dụ như ta muốn biết phần nhiệt năng mà miếng kim loại nhận được để nóng lên, tức là nhiệt lượng mà miếng kim loại thu vào để nóng lên
được tính như thế nào? Thì ta nhìn công thức Q bằng MC delta T. Trong đó, M là khối lượng của vật tính bằng kg. C là nhiệt dung riêng của chất làm vật, đơn vị là joule trên kg K. Thì như vậy là cái C này trong cái bài tập người ta thường cho em biết tùy theo cái chất làm vật là chất gì mà nhiệt dung riêng nó sẽ khác nhau. Delta T ta gọi là độ tăng nhiệt độ của vật, đơn vị là độ C. Ví dụ như là ban đầu những kim loại có nhiệt độ ban đầu là 20 độ C, sau thời gian T nhiệt độ của nó là 50 độ C. Vậy độ tăng nhiệt độ của những kim loại là 30 độ C. Ta lấy nhiệt độ sau trừ cho nhiệt độ đầu. Q ta gọi là nhiệt lượng vật thu vào, đơn vị là joule. Thì đây là một số nội dung kiến thức mà các em đã được học ở lớp 8. Và những nội dung này sẽ được vận dụng vào trong bài học ngày hôm nay. À, bắt đầu các em đi vào bài học định luật Schrödinger laser. Thì ta nhìn lại những cái bức hình này. Ở trong cái bài điện năng công của dòng điện thì các em đã quen với những cái thiết bị này rồi: máy bơm nước, máy khoan, mỏ hàn, bóng đèn dây tóc, đèn compact, quạt điện, ấm điện, bà nội. À, thì đây là một số thiết bị thường được sử dụng trong thực tế. Thì ta có thể phân qua những cái thiết bị này làm hai nhóm. Nhóm thứ nhất là máy bơm nước, máy khoan, quạt điện. Thì những thiết bị này hoạt động có sự biến đổi năng lượng từ điện năng sang cơ năng và nhiệt năng. Nhóm thứ hai là bóng đèn dây tóc, đèn compact. Khi hoạt động biến đổi từ điện năng sang nhiệt năng và năng lượng ánh sáng. Nhóm thứ ba là mỏ hàn, ống điện và bà nổi. À, thì nhóm này khi hoạt động thì có sự biến đổi năng lượng từ điện năng sang nhiệt năng và một phần nhỏ năng lượng ánh sáng. Thì bây giờ ta sẽ xét đến cái sự chuyển hóa điện năng sang các dạng năng lượng khác ở từng nhóm thiết bị. Trường hợp điện năng biến đổi thành nhiệt năng. Một phần điện năng được biến đổi thành nhiệt năng thì những thiết bị nào trong những thiết bị vừa kể trên có sự biến đổi điện năng thành một phần điện năng được biến đổi thành nhiệt năng, đó chính là và một phần thành năng lượng ánh sáng. Một phần điện năng được biến đổi thành nhiệt năng và một phần thành năng lượng ánh sáng, đó là đèn compact, đèn điện dây tóc. Nhóm thứ hai, một phần điện năng được biến đổi thành nhiệt năng và một phần thành cơ năng, đó chính là máy khoan, quạt điện. Và nhóm thứ ba, hầu như toàn bộ điện năng được biến đổi thành nhiệt năng. Hầu như toàn bộ điện năng được biến đổi thành nhiệt năng. Đó là mỏ hàn điện, ấm điện, bà nổi. Thì ta có thể kể thêm ví dụ như là máy nước nóng ở nhà chẳng hạn nha. Thì những thiết bị này hầu như toàn bộ điện năng biến đổi thành nhiệt năng. Và những thiết bị này có cấu tạo bên trong giống nhau. Bộ phận chính của những thiết bị này là một đoạn dây dẫn bằng hợp kim nickelin hoặc công stang ta. Và các em đã biết được sự phụ thuộc của điện trở dây dẫn vào vật liệu. Thì nickelin công stang ta là hợp kim, rồi đồng nhôm sắt là kim loại, thì điện trở xuất
của hợp kim và kim loại nó khác nhau. Nó khác nhau chỗ nào? Thì các em xem cái bảng này. Dây đồng thì có điểm kiểm soát là 1,7 nhân 10 trừ 8 ohm. Dây nickelin, dây constantan thì điểm kiểm soát lớn hơn. Như vậy qua đây ta nhận xét được là dây dẫn bằng đồng có điểm trở xuất nhỏ hơn dây dẫn bằng hợp kim. Như vậy ở đây người ta chú ý bộ phận chính của những thiết bị đốt nóng làm bằng dây dẫn hợp kim chứ không phải là kim loại, thường là dùng nickelin hoặc constantan. Thì các em xem cái hình ảnh bếp điện, đây là một cái dạng bếp điện thì bộ phận chính là những cái vòng dây bên trong nó là dây dẫn đó, đó là làm bằng dây constantan hoặc là dây hợp kim nickelin. Rồi, bây giờ ta sang phần thứ hai là nội dung của định luật Schumacher và ta sẽ xem lại một cái thí nghiệm, người ta mô phỏng lại một cái thí nghiệm để kiểm chứng định luật. Thì trong thí nghiệm này thì thầy giới thiệu về cái bộ dụng cụ. Thì bộ dụng cụ này để làm thí nghiệm này gồm có một nhiệt lượng kế. Nhiệt lượng kế thì thường có vỏ bằng nhôm. Và bên trong có một cái bình nhôm và nó cách nhiệt với bên ngoài vỏ qua một cái lớp mousse, lớp cách nhiệt. Bên trong nhiệt lượng kế này là một cái dây dẫn, là một cái dây dẫn bằng hợp kim. Người ta bố trí thí nghiệm như sau: trong nhiệt lượng kế có một cái nhiệt kế để đo nhiệt độ, một ampe kế mắc nối tiếp với một biến trở, mắc nối tiếp với một dây dẫn, mắc vào mạch và nguồn điện, một vôn kế mắc song song với dây dẫn. Như vậy cái ampe kế này sẽ đo cường độ dòng điện qua dây dẫn, cái vôn kế này sẽ đo hiệu điện thế giữa hai đầu dây dẫn. Và trong thí nghiệm nếu người ta đo được cường độ dòng điện qua dây, người ta đo được hiệu điện thế ở hai đầu dây dẫn thì người ta xác định được điện trở của dây dẫn. Rồi, trong thí nghiệm này người ta sẽ đổ nước vào trong cái bình nhiệt lượng kế, đổ nước vào trong bình nhiệt lượng kế và nhiệt độ ban đầu của nước là 25 độ C và người ta lấy cái mốc là 34,5 độ C để theo dõi xem sự thay đổi nhiệt độ này diễn ra trong bao lâu. À, thì thầy mô tả qua về cái sơ đồ mạch điện thí nghiệm kiểm chứng của định luật. Ngoài ra còn có thêm một cái đồng hồ bấm dây để người ta xác định cái khoảng thời gian tiến hành làm tín hiệu. À, và điều kiện cho phép thì người ta đổ một lượng nước cân được 200 gram, đổi ra kg. Vỏ của nhiệt lượng kế là 78 gram, đổi ra kg 0,078 kg. C1 là nhiệt dung riêng của nước 4.200 joule trên kg K. Và C2 là nhiệt dung riêng của nhiệt lượng kế, vỏ nhiệt lượng kế là bằng nhôm. Như vậy khi mà nước ở trong nhiệt lượng kế này nếu nó nóng lên thì cả cái vỏ nhiệt lượng kế này cũng nóng lên. Như vậy ở đây có hai vật thu nhiệt lượng, đó là nước và vỏ nhiệt lượng kế bằng nhôm. Bây giờ ta đóng công tắc cho dòng điện chạy qua và người ta điều chỉnh con chạy biến trở để đo được hiệu điện thế và cường độ dòng điện qua dây dẫn.
xác định được cường độ dòng điện qua dây dẫn bằng 2,4 A. Điện trở xác định được R bằng 5 mol. À, ta thấy là nhiệt độ của nước nó tăng lên. À, như vậy là từ 25 độ C đến 34,5 độ C, nhiệt độ của nước tăng lên trong thời gian 5 phút. Như vậy thời gian T là 300 giây. Và trong thời gian này, độ tăng nhiệt độ của nước và trình lũy kế là 9,5 độ C. Tức là ta lấy 34,5 độ C trừ cho nhiệt độ ban đầu là 25 độ C thì ta xác định được độ tăng nhiệt độ bằng 9,5 độ C. Thì đó là kết quả của thí nghiệm này. Bây giờ ta sẽ thầy và các em cùng xử lý lại kết quả của thí nghiệm qua một cái bài toán ha. Trước hết thì ta nói đến hệ thức của định luật Q bằng I bình RT. Q là nhiệt lượng tỏa ra của dây dẫn. Khi dây dẫn nóng lên do tác dụng nhiệt cho nên nó tỏa ra một cái nhiệt lượng, ta gọi là Q. I là cường độ dòng điện chạy qua dây, R là điện trở và T là thời gian dòng điện chạy qua. Như vậy hệ thức của định luật là Q bằng I bình RT. Ta sẽ xử lý kết quả thí nghiệm kiểm tra. Rồi từ đó ta đối chiếu với hệ thức của định luật. Thì trong cái thí nghiệm này, người ta cho biết khối lượng của nước là 200 gram. Khối lượng của bình nhiệt lượng kế là 78 gram. Cường độ dòng điện chạy qua là 2,4 ampere. Điện trở của dây dẫn là 5 ohm. Thời gian là 300 giây. Từ 5 phút ta đổi thành giây. Độ tăng nhiệt độ của nước là 9,5 độ C. C1 là nhiệt dung riêng của nước. C2 nhiệt dung riêng của nhiệt lượng kế. Câu hỏi thứ nhất C1. Câu A, câu C1 là ta tính điện năng. À, điện năng của dòng điện. Câu C2 ta tính nhiệt lượng mà nước và nhiệt lượng kế thu vào. Câu C3. Từ đó ta so sánh A và Q, nêu nhận xét và lưu ý rằng có một phần nhỏ nhiệt lượng truyền ra môi trường ngoài. Tức là trong quá trình người ta đun nóng thì ngoài nước và nhiệt lượng kế nóng lên thì không khí xung quanh cũng nóng lên và là một phần nhỏ nhiệt năng truyền ra môi trường ngoài. Đó. Đây xem như là một cái bài tập. Trước hết, câu C1. Tính điện năng A của dòng điện chạy qua dây điện trở trong thời gian trên. À, thì em biết là điện năng được tính theo công thức gì? A bằng UIT, A bằng T nhân T. À, nhưng mà ở đây dựa vào các số liệu qua cái bảng tóm tắt này thì ta có thể dùng công thức A bằng I bình RT. Ta thay số. Kết quả A bằng 8.640 joule. Câu C2. Hãy tính nhiệt lượng Q mà nước và bình nhôm nhận được trong thời gian đó. Thì trước hết ta đi tính nhiệt lượng mà nước nhận được, ta gọi là Q1. Thì công thức thì thầy đã giới thiệu từ đầu bài. Q bằng MC delta T. Đối với nước là 1 thì nó là M1C1 nhân cho delta T 4.200 nhân 0,2 tức độ là kg nhân cho 9,5 bằng 7.980 joule. Nhiệt lượng bình nhôm nhận được là cả nước và bình nhôm đều nóng lên. Như vậy là cả hai đều nhận được nhiệt lượng. Q2 bằng M2C2 delta T. Kết quả là 652,08 joule.
và nhiệt lượng tổng cộng mà nước và bình nhôm nhận được là Q sẽ bằng Q1 cộng Q2. Kết quả là 8.632,08 joule. Ở câu C3, hãy so sánh A với Q. Như vậy ta thấy A là điện năng của dòng điện là 8.640. Q là 8.632,08. Như vậy Q xấp xỉ bằng A. Xấp xỉ bằng A. Nếu như ta tính cả một phần nhỏ nhiệt lượng truyền ra môi trường xung quanh, tính luôn cả một phần nhỏ nhiệt lượng truyền ra môi trường xung quanh, không khí nóng lên, vân vân, thì ta có thể xem Q bằng A. Như vậy qua cái việc xử lý kết quả thí nghiệm này, ta thấy nhiệt lượng mà nước và bình nhôm nhận được là Q. Theo cái sự truyền nhiệt mà đáp án trong học, nước và bình nhôm nhận được một nhiệt lượng thì phải có nhiệt lượng của vật khác tỏa ra. Như vậy, trong thí nghiệm này, sở dĩ nước và bình nhôm nóng lên là nhờ điện trở R tỏa ra một nhiệt lượng. Nhờ cái nhiệt lượng đó, nước và bình nhôm mới nhận được để nóng lên. Và cái nhiệt lượng mà nước và bình nhôm nhận được, bỏ qua sai số, thì đúng bằng nhiệt lượng mà dây điện trở R tỏa ra. Và nhiệt lượng mà dây điện trở R tỏa ra lại bằng điện năng của dòng điện chạy qua dây điện trở. Như vậy ở đây ta thấy có sự bảo toàn năng lượng. Dây dẫn điện trở R khi có dòng điện chạy qua thì hầu như toàn bộ điện năng của dòng điện đã chuyển hóa thành nhiệt năng. Đã chuyển hóa thành nhiệt năng. Tức là dây điện trở nóng lên tỏa ra nhiệt lượng. Và kết quả này nó phù hợp với hệ thức của định luật Joule-Dancer. Từ đó, hai nhà vật lý người Anh và người Nga bằng phương pháp thực nghiệm khác nhau, phương pháp nghiên cứu độc lập, và hai ông đã cùng đưa ra một cái mối quan hệ như nhau về nhiệt lượng tỏa ra của dây dẫn, về cường độ dòng điện và điện trở của dây. Nhà vật lý người Anh Joule, nhà vật lý người Nga, và hai ông cùng đưa ra nội dung và người ta lấy tên của định luật là tên của hai ông, và nội dung của định luật là nhiệt lượng tỏa ra ở dây dẫn khi có dòng điện chạy qua tỷ lệ thuận với bình phương cường độ dòng điện với điện trở của dây và thời gian dòng điện chạy qua, Q bằng I bình RT. Thì trong đó Q là nhiệt lượng tỏa ra, đơn vị là joule, I là cường độ dòng điện, đơn vị ampere, R là điện trở, đơn vị là ohm, và T là thời gian dòng điện chạy qua. Ta thấy công thức này cũng giống như công thức tính điện này. Ở đây, nếu nhiệt lượng Q tính bằng calo, calo cũng là một cái đơn vị của nhiệt lượng, thì công thức để tính nhiệt lượng tỏa ra là Q bằng 0,24 nhân cho I bình RT. Thì chủ yếu là các em sử dụng cái công thức Q bằng I bình RT. Thì đây là nội dung của định luật. Còn phần vận dụng của định luật như thế nào thì thầy sẽ chuyển sang cái phần sau để thầy hướng dẫn các em phần nội dung bài tập.
Và phần 3, vận dụng. Thì trong sách có một câu vận dụng là câu C4. Tại sao với cùng một dòng điện chạy qua thì dây tóc bóng đèn nóng tới nhiệt độ cao, còn dây nối với bóng đèn hầu như không nóng? Hoặc là ở nhà mình, em sử dụng bàn ủi điện để ủi quần áo, thì bàn ủi thì rất nóng, nhưng mà dây nối từ bàn ủi đến ổ cắm thì hầu như không nóng. Mặc dù cùng một dòng điện chạy qua dây nối và bàn ủi thì giải thích cũng tương tự. Thì cách giải thích thì ở đây đầu tiên thì nói về cách giải thích bằng lời, tức là mình lập luận rồi mình trả lời. Đầu tiên thì phải biết bóng đèn và dây dẫn nối với nguồn điện được mắc nối tiếp nhau, nên cường độ dòng điện chạy qua dây dẫn và bóng đèn là như nhau, áp dụng động mạch nối tiếp. Và theo luật Schrödinger, Q bằng I bình RT, và nếu tức là Q nó tỷ lệ thuận với ba đại lượng I, R, T, trong đó cường độ dòng điện I là như nhau rồi. Và nếu ta xét trong cùng một thời gian nữa thì T cũng như nhau. Như vậy còn lại nhiệt lượng Q sẽ tỷ lệ thuận với điện trở R. Và do dây tóc đèn có điện trở lớn hơn dây nối, thì ta biết dây nối thường là bằng đồng, mà đồng thì có điện trở xuất rất nhỏ. À, như vậy là điện trở của dây tóc đèn lớn hơn điện trở của dây nối. À, nên dây tóc đèn tỏa ra nhiệt lượng nhiều hơn. Vì thế, dây tóc đèn thì nóng tới nhiệt độ cao và phát sáng. Còn dây nối, do cái điện trở nó nhỏ nên cái nhiệt lượng tỏa ra nó rất ít. Vì thế, dây nối hầu như không nóng. Ngoài ra có một yếu tố nữa là một phần nhiệt lượng truyền ngay ra môi trường xung quanh. À, cho nên là dây nối hầu như nó không nóng. Và nếu ta sử dụng công thức ta giải thích thì như thế này. Áp dụng định luật Schrödinger, các em viết công thức ra. I bình RT và đồng mạch gồm đèn và dây nối mắc nối tiếp, ta có nhiệt lượng tỏa ra trên dây tóc đèn I bình R dây tóc nhân T, nhiệt lượng tỏa ra trên dây nối I bình R dây nối nhân T. Xét trong cùng thời gian T, I nó như nhau rồi. Như vậy Q tỷ lệ thuận với R, vì R của dây tóc đèn lớn hơn R của dây nối nên nhiệt lượng tỏa ra của dây tóc đèn lớn hơn nhiệt lượng tỏa ra của dây nối. À, như vậy ta có thể giải thích theo hai cách ha. Thì cách giải thích này cũng giống như em giải thích tại sao bàn ủi thì rất nóng còn dây nối của bàn ủi thì hầu như không nóng. Cách giải thích cũng giống nhau. Ta qua câu C5. Một ấm điện có ghi 220V 1000W được sử dụng với hiệu điện thế 220V để đun nước, đun sôi 2 lít nước từ nhiệt độ ban đầu là 20 độ C. Bỏ qua nhiệt lượng làm nóng vỏ ấm và nhiệt lượng tỏa vào môi trường, tính thời gian đun nước. Cho biết nhiệt dung riêng của nước là 4200 joule trên kg can. Thì đây là một cái bài tập về đun sôi nước áp dụng định luật Schrödinger. Bài tập này cách giải thì cũng giống như trong cái phần xử lý kết quả của thí nghiệm kiểm chứng. Đầu tiên em tóm tắt ấm điện xem như là một cái điện trở R, đây là số gì? Hiệu điện thế sử dụng là 220V. Để đun sôi 2 lít nước là V, ký hiệu là thể tích bằng 2 lít. À, thì trong cái bài tập này thì cho các em được phép suy ra 2 lít nước, suy ra chứ không được ghi là bằng nha. 2 lít nước suy ra khối lượng là 2 kg. Nhiệt độ ban đầu là 20 độ C. Nhiệt độ sau là đun sôi thì các em phải biết được nước sôi ở 100 độ C. Như vậy là T2 là 100 độ C. Và ta tính luôn
Độ tăng nhiệt độ lấy nhiệt độ sao trừ cho nhiệt độ đồng là 80 độ C. Cho biết nhịp kim riêng tính thời gian đun sôi. Bước thứ nhất là ta sẽ đi tính nhiệt lượng cần cung cấp để 2 kg nước tăng từ 20 độ C lên 100 độ C. Nhiệt lượng cần cung cấp này chính là nhiệt lượng thu vào. Ta gọi nhiệt lượng này là Q1, áp dụng công thức tính nhiệt lượng Q bằng MC delta T nhân thay số 4200 nhân 2 nhân cho 80 bằng 672.000 joule. Đó là nhiệt lượng thu vào, là nhiệt lượng cần cung cấp để cho 2 kg nước nóng lên. Cái thứ hai, ta nhận xét là ấm điện được sử dụng ở hiệu điện thế 220V. Như vậy, hiệu điện thế này bằng với hiệu điện thế định mức. Vì thế, công suất tiêu thụ của ấm bằng 1000W. Cái này em đã biết ở bài trước rồi. Ta suy ra T bằng 1000W. Từ đó, ta xác định được nhiệt lượng ấm điện tỏa ra. Thì em phải phân biệt hai cái nhiệt lượng. Nhiệt lượng cần cung cấp là nhiệt lượng thu vào để nước nóng lên, và muốn cho nước nóng lên thì ấm điện, tức là cái dây điện trở trong ấm, cũng phải nóng lên để nó tỏa ra một cái nhiệt lượng. Và cái nhiệt lượng này được tính theo công thức của định luật Joule-Lenz, Q bằng I bình RT. Tuy nhiên trong bài này, thay vì ta dùng Q bằng I bình RT thì các ta chú ý là Q cũng được tính bằng P nhân T. Nói tóm lại, những thiết bị mà toàn bộ điện năng biến đổi thành nhiệt năng, ví dụ như là bếp điện, ấm điện, nồi cơm điện, thì A là điện năng sẽ bằng, khi nó chuyển hóa thành nhiệt năng thì A bằng Q. Như vậy các công thức tính điện năng thì ta đưa về các công thức tính nhiệt lượng tỏa ra. À, chứ không phải là nhiệt lượng tỏa ra chỉ được tính bằng công thức I bình RT như ta vừa học nha. Ta thay khi I bình R có phải thành T không? Như vậy ta được Q bằng T nhân T bằng 1000 nhân T. Rồi. Và trong cái câu này người ta đã nói bỏ qua nhiệt lượng làm nóng vỏ ấm và nhiệt lượng tỏa vào môi trường. Nghĩa là sao? Nghĩa là toàn bộ nhiệt lượng và ấm điện tỏa ra chỉ để cung cấp đun sôi nước. Như vậy, một cái lý do là nếu bỏ qua sự mất mát nhiệt lượng thì ta cho Q bằng với Q1. Tức là gì? 1000T bằng 672.000. Từ đó, các em sẽ tính được thời gian đun sôi nước. T bằng Q chia cho P, tức là 672.000 chia cho 1000 bằng 672 giây. Như vậy ở những cái bài tập, những cái bài toán về đun sôi nước thì em chú ý cách trình bày. Bước thứ nhất là ta phải tính được nhiệt lượng cần cung cấp để đun sôi nước. Bước thứ hai là ta phải tính được nhiệt lượng tỏa ra của ấm điện. Và bước thứ ba ở bài này thì ta cho Q bằng Q1 để tìm thời gian đun sôi. Nhưng nếu có sự mất mát nhiệt thì làm cách nào để ta tìm được thời gian đun sôi nước? Thì cái trường hợp đó thì trong cái phần bài tập thì sẽ nói xong. Thì đây là một cái thông tin để em chú ý. Tùy theo vật liệu và tiếp diện mà các dây dẫn chỉ chịu được những dòng điện có cường độ nhất định. Ở nhà mình á, dây dẫn điện thì không phải là cùng một cỡ, cùng một kích thước. Tùy theo dây dẫn mà ở mạch chính thì nó phải có tiếp diện khác với dây dẫn mà mắc trong những cái phòng nhỏ. Và mỗi dây dẫn chỉ chịu được một cái cường độ dòng điện nhất định. Nếu quá mức đó
theo đường là xu nam thì dây dẫn này nó sẽ nóng lên, tại vì nó tỏa nhiệt. Dây dẫn này có thể nóng đỏ là cháy vỏ bọc và gây ra hỏa hoạn. Và để bảo vệ thì người ta dùng cầu chì hoặc là những cái CB mắc nối tiếp với những thiết bị điện. Và khi có sự cố thì cái CB hoặc là cái dây chì nó sẽ nóng chảy ra, còn cái CB thì nó tự động nó cắt mạch. Nhưng mà dây chì hoặc là cái CB phải đảm bảo, phải được tính toán có một cái cường độ dòng điện định mức phù hợp thì nó mới bảo vệ được. À, như vậy thầy đã chia sẻ với em về cái nội dung thứ nhất của chủ đề hôm nay, đó là định luật Sundenser. Bây giờ sang phần thứ hai là phần bài tập vận dụng định luật.